Quảng Bình là một tỉnh duyên hải Bắc Trung Bộ, có bờ biển dài gần 120 km, có 5 cửa sông, lớn nhất là cửa sông Nhật Lệ và cửa sông Danh. Do môi trường được thiên nhiên ưu đãi nên các loài hải sản ở Quảng Bình thường lớn hơn và thơm ngon hơn các nơi khác. Người Quảng Bình thường lấy tôm, cá làm thức ăn chính nên họ thường nói cơm với cá như mạ với con, ngon cá khá cơm, vảy cá hơn lá rau, con cá đánh ngã nồi cơm, vân vân. Vì thế, phần lớn các món ăn ngon ở Quảng Bình được chế biến từ thủy hải sản. Quảng Bình có những làng nghề chế biến hải sản hảo hạng như Cảnh Dương, Đức Trạch, Bảo Ninh, Quang Phú. Hải sản khô Quảng Bình nổi tiếng thơm ngon. Ai từng đặt chân tới Quảng Bình thường chọn hải sản khô, đặc biệt chọn mực khô mua về làm quà tặng người thân. Xưa kia, vốn là một vùng quê nghèo, nhưng người Quảng Bình đã biết chế biến nhiều món ngon từ gạo. Tân An, Quảng Trạch là làng nghề làm bún, bánh tráng, bánh mè. Bánh canh, khoai reo, bánh xèo Quảng Hòa là những đặc sản nổi tiếng. Bánh xèo Quảng Hòa tuy là một món ăn dân dã, thường được bán tại các phiên chợ quê. Cách chế biến khá cầu kỳ, kỹ lưỡng. Bánh xèo Quảng Hòa ăn kèm với rau sống, nộm, kẹp vào bánh đa giòn. Thị trấn Quán Hầu bên sông Nhật Lệ nổi tiếng có nhiều món ngon chế biến từ con hàu vì hàu khai thác ở quãng sông này ngon hơn các nơi khác. Hàu có thể xào hoặc nấu canh chua, canh rau. Riêng món cháo hàu được nhiều người thích nhất. Hàu được rửa nước nhiều lần để không còn cát và tạp chất. Giã nhỏ củ nén, một loại củ gia vị chỉ mọc ở đất Quảng Bình. Thái nhỏ hành, rau thơm các loại để cho vào khi cháo nấu xong. Cho dầu ăn và gia vị vào chảo. Phi củ nén cho chín và dậy mùi thơm. Đổ nước, khuấy cho củ nén hòa đều trong nước. Cho cháo đã được nấu sẵn vào chảo khuấy đều, đun thật sôi để cháo tơi và mềm nhuyễn. Cho hàu vào trong nồi cháo, đun tiếp, đủ độ để hàu chín tới, rồi cho các loại rau gia vị vào. Thế là cháo đã nấu xong. Cháo hàu ăn kèm với bánh đa nướng giòn, như vậy mới mang đủ hương vị đặc biệt của món cháo hàu Quán Hàu, một món ngon nổi tiếng của Quảng Bình. Thành phố Đồng Hới có nhiều tụ điểm tập trung nhiều quán ăn, nhà hàng, phục vụ nhiều món ăn ngon, phong phú. Cũng như nhiều tỉnh miền Trung khác, người Quảng Bình rất chuộng món bánh xèo. Cách chế biến gồm bột, đường, muối, bột ngọt, bột nghệ, nước cốt dừa, vân vân được trộn đều với nước. Nhân bánh gồm thịt ba dọi và tôm xào sơ. Khi đổ bánh thì cho thịt, tôm, giá vào chảo rán. Tiếp đến, bổ sung số bột cho vừa ý vào tráng để bánh mỏng đều, đậy nắp lại. Một lát sau là bánh đã chín giòn. Bánh bèo cũng là một món bánh rất thịnh hành ở Quảng Bình. Tại những tụ điểm ăn uống này thường có nhiều món khác nhau, nên tuy cách chế biến không khác biệt nhiều so với các nơi khác, nhưng lại mang đến cho thực khách một tâm trạng thoải mái để thay đổi khẩu vị trong một bữa ăn.
Phần lớn các quán ăn, nhà hàng đều nằm sát sông Nhật Lệ, nơi có nhiều cảnh đẹp, cũng góp phần tạo thành một bữa ăn ngon và hoàn hảo. Hầu như quán ăn nào dọc ven biển Quảng Bình đều có món lẩu hải sản. Hải sản Quảng Bình nổi tiếng ngon và phong phú, nên món lẩu là món khoái khẩu của cả dân chúng địa phương, lẫn thực khách từ bốn phương trời tới đây. Vì mọi loài hải sản để ăn món lẩu đều còn tươi sống, nên món lẩu Quảng Bình rất đậm đà và ngon ngọt. Chỉ là tỉnh duyên hải, Quảng Bình còn có gần 500.000 hecta rừng với nhiều sông suối, hang động. Đặc biệt, rừng quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có nhiều loài muông thú dễ săn bắt. Gà rừng rất sẵn nên gà rừng nướng là món ăn thú vị đối với du khách đến tham quan các hang động nổi tiếng nơi đây. Sông suối trong rừng quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng còn có nhiều loại tôm cá đặc biệt, thơm ngon, khác hẳn với tôm cá ở các nơi khác. Do kinh tế của Quảng Bình và của cả nước phát triển, các nhà hàng Quảng Bình thường xuyên phục vụ nhiều món ăn truyền thống đắt tiền được nhiều người ưa chuộng như món sò hấp sả ớt hay món giam đẻn. Đẻn là loài rắn biển, một loài hải sản quý hiếm, có tính năng chữa bệnh. Tiết đẻn dùng để pha rượu. Thân đẻn được băm hoặc xay nhỏ, trộn lẫn với gia vị, rau thơm, lá lốt, cuốn bánh đa nem, đem rán. Giam đẻn là một món ngon, bổ dưỡng, đắt tiền. Sò méo nướng kèm gia vị cũng là món ngon đặc sản Quảng Bình. Sò méo còn tươi sống, làm vệ sinh sạch sẽ, cho vào luộc. Khi sò há miệng, bóc một bên vỏ, đặt lên vỉ nướng. Gia vị gồm hành phi, mì chính, tiêu, rau thơm được trộn đều, đặt lên trên sò méo, rồi đem nướng trên than củi, tuyệt đối không nướng trên lửa bếp ga hay than đá, sẽ gây ngộ độc cho thực khách. Tôm hùm Quảng Bình rất ngon, là loài hải sản quý. Tôm hùm luộc là món ngon truyền thống của Quảng Bình. Trước khi luộc, phải cắt bỏ mắt tôm, để khi luộc, tôm không bị rụng râu, rụng càng, giữ cho món ăn đẹp, hấp dẫn. Luộc xong, cắt vỏ sau lưng, để khi ăn, thực khách dễ bóc vỏ và lấy bỏ tim tôm. Có thể nói, thiên nhiên, biển trời đã ưu ái dành tặng cho vùng đất này những của ngon vật lạ. Thực khách từng nếm đủ sơn hào hải vị khắp nơi vẫn cho rằng thức ăn ở đây có hương vị đậm đà riêng. Nhiều món ngon truyền thống Quảng Bình nổi tiếng như mực khô, cá ngéo bao tử, mang cá thiều, chép biển, rượu đèn, bánh bột lọc tôm sông, vân vân, vẫn là những món ăn ngon, đậm đà, chân chất, mang đậm nét văn hóa, ẩm thực rất riêng của đất Quảng Bình. Quảng Bình ngày nay ngày càng phát triển và hội nhập, là một vùng đất giàu tiềm năng du lịch với những bãi biển cát trắng đẹp đến tuyệt vời, với Phong Nha - Kẻ Bàng, một di sản thiên nhiên thế giới có nhiều hang động kỳ vĩ. Những món ăn ngon độc đáo của Quảng Bình cũng góp phần mời gọi người người từ khắp các phương trời tìm tới nơi đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất, của người Quảng Bình và góp phần giúp sức xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp, ấm no.